Hôm nay thì Sơn giới thiệu cho anh em một chiếc xe Toyota Yaris. Đây là một chiếc xe rất là mới. Thực ra những chiếc xe này thì những chị em phụ nữ thì họ sẽ quan tâm nhiều hơn. Cho nên là những anh chị nào mà đang mua cho vợ hay là chị nào đang quan tâm thì để mua một chiếc xe mới thì em nghĩ mua chiếc này thì nó có lợi nhiều hơn về kinh tế đó. Về chất lượng xe thì xe 2019 mới chạy được 22.000. Với cái số km này thì nó mới chưa hết Roda. Và chiếc xe này thì bảo đảm được cái vấn đề mà chất lượng đã được kiểm tra 176 hạng mục rồi. Ngập nước thủy kích thì sẽ không có đâu. Cho nên là nếu mà mua chiếc xe này thì cũng lợi được hơn 100 triệu đấy. Và xe này thì bên Sơn đang chào bán với giá là 630, thì anh em chỉ cần chuẩn bị trước cho bên Sơn khoảng tầm 178 là mình nhận được xe rồi. Xin chào các anh em.